Trời ơi, đồ gác chân này quý vị. Mái nè, một cục mái, hai cục mái, ba cục mái, bốn cục mái, ba ga xe, không biết xe gì trên trời đất quá trời, ba ga rim. Rồi, ở đây chân chống giữa. Rồi trong kia là cái máy bơm nước, rổ xe này, ba ga ghi đông, nắp nồi. Ôi ơi, cái này bình xăng con là một rổ. Nền, đây là nền nha mấy bạn. Nền nè, bồ, cái bồ đọc quá anh. Bồ của xe đó đó. Xe đó là xe gì? Xe đi phượt. Ờ, bồ nè, bồ của xe L nè. Ba ga của rim nè. Trời bẩn nè anh, bẩn gì vậy? Bẩn gì với lại bẩn chứ hai càng quan trọng. Bẩn rim nữa nè. Bẩn, không biết cái gì đây luôn. Rồi chưa, để tiếp tục từ từ bật mí quý vị xem. Chào khán giả, bây giờ chúng ta sẽ khám phá căn phòng. Ủa anh có chơi đàn hả anh Tùng? Có chứ. Ông nghệ sĩ lắm quý vị ơi. Những người nghệ sĩ là thích sưu tầm xe lắm. Rồi bây giờ mời. Anh đánh đàn hơi bị ngon đấy. Ừ. Này, ủa sao đồ... tối quá vậy? Nó đẹp đèn chưa lên. Đèn chưa lên. Đó, cơ sở vật chất giờ cũng xuống cấp lắm rồi. À. Đó, rồi bây giờ đây mấy cái hai cái hũ hũ gì vậy? Hai cái đồ linh tinh luôn. Ốc yến hả? Giờ bây giờ mà mỗi lần mà đi kiếm đồ chắc mệt lắm ha anh Tùng. Coi đồ của vị nè, không biết trong dàn xe không quý vị biết là đồ gì cả này. Này ốc xe gì vậy? Con này vô lăng nè. Trời ơi, đồ gác chân này quý vị. Mái nè. Một cục mái. Hai cục mái. Ba cục mái, bốn cục mái. Ba ga xe, không biết xe gì trên trời đất quá trời, ba ga rim. Rồi, ở đây chân chống giữa. Rồi trong kia là cái máy bơm nước. Rổ xe này, ba ga ghi đông, nắp nồi. Trời ơi, cái này bình xăng con là một rổ. Không biết cái gì đây luôn. Rồi chưa, để tiếp tục từ từ bật mí quý vị xem. Nền, đây là nền nha quý vị. Nền nè, bồ, cái bồ đọc quá anh. Bồ của xe đó đó. Xe đó là xe gì? Xe đi phượt. Ờ, bô nè, bô của xe L nè. Ba ga của rim nè. Trời bẩn nè anh, bẩn gì vậy? Bẩn rim với lại bẩn chứ hai càng quan trọng. Bẩn rim nữa nè. Bẩn chi rồi lắm rồi. Có bẩn rồi là có chi rim lùng rồi, anh có chi nữa. Đầu đèn gì nữa đây? Đèn lô. Đèn số 7. Đây đầu đèn của CD. Đây đồng hồ gì đây? Hồ của Sirius. Trời ơi, quý vị ơi, quá trời. Bô đây nè. 1, 2, 3, 4, 5 cây bô. Đủ thứ bô gì không? Tùm lum hả anh? Đâu, bô này bô giác. Đây 10 cây chứ. 10 cây luôn hả? Đâu? Đó. À, quên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cây. Đây là 10 cây bô. Tùm lum hết. Chưa. Đây, trong đây là mặt đồng hồ. Quá trời, cái gỗ cướp. Ghi đông. Chân giò đạp. Rồi này, cái này gọi là gì, đèn kính hậu. Đó, kính hậu. À, để đùm, phuộc nè quý vị, yên nè. À, phuộc sao nè, đùm nè. Trời ơi, quá trời phuộc, quá trời đùm. Không mở mở đồ bán lạc son được á. Đây nền. Rồi bình xăng xe gì, hai cái bình xăng này anh Tùng? Xăng 82 rồi. 82 nè, giờ ông đâu có nhớ. Em cảm thấy nhà anh bị chật rồi anh Tùng. Bị thiếu không gian để chứa đồ rồi anh Tùng ơi. Ha? Ừ. Thiếu rồi đó. Chắc anh phải mua một căn nhà ngoại ô. Đây quý vị coi gì đây nữa nè. Không bỏ vô bịch nữa nè. Tai đèn. Này tai đèn. Trời ơi. Còn nãy gì đây? Kính xe. Kính xe hả? Quá trời. Rồi đây tai đèn xi nhan. Đó, đây là chỉ là riêng một góc trời, cái phòng nhỏ thôi quý vị. Ủa, còn hộp nó hộp gì vậy? Camera ha. Ủa dạ. Rồi, đây chỉ là một căn phòng nhỏ quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ vào căn phòng lớn. Sẽ còn nhiều bí mật bên trong đó đợi quý vị cùng Tiến Cương khám phá nha. Tiếp tục vào căn phòng, nãy là căn phòng bé, rồi tới căn phòng lớn. Đây có chiếc xe đạp, anh còn chạy không? Ủa, không có. À, có đôi giày đó là để em đi, đi phụ hả? Đâu vậy để làm nó khi nào mưa gió. Cái đạp anh mang bên Pháp về nè, cũng vậy con hả? Anh hai con thì dục tháo ra từng món một món trong về đây ráp vô lại nè, mua bên Pháp mang về. Bao nhiêu euro anh? 40. 40 euro. Khoảng 1 triệu hơn. 1 triệu tiền Việt nhưng mà xe Pháp mà hả? Xe của Pháp luôn á. Cái bài gà thấy cưng quá ha. Của gì đó, Saint Etienne gì đó.
Zin đẹp không á. Còn chiếc xe đạp ngoài này cũng con rẻ. Nó mua mấy cái ruột rồi đấy. Cái ruột của xe ha, nhảy xíu cân ha. Đó, đây là mới chiếc xe đạp rồi, qua đây không gian đây là. Rồi đây là ba ga của 67 nè quý vị. Ba ga của người sang. Còn cặp bánh này bánh gì đây? Cúp bánh gì không nhớ. Rồi đây có một cặp cúp nữa quý vị ơi. Trời ơi, cúp mà không chơi cặp gì đó. Cái này giống 86. Của 86 vậy? 87 đó, 90 đó. Vậy hả? Trời ơi. Xe này người ta kiếm một chiếc không ga không có một cặp 70 90. Hiếm lắm á. Thường cái này là chỉ có 50 thôi anh. 50 tại không thích đi. Đi yếu. Trời ơi, ổng có chiếc này, này là chiếc cúp 70 nè quý vị thấy không? Đó, Super Cúp 70. Đặc điểm của 86 là cái ba ga lớn ha. Gì? Đây. Đèn lớn nè, đó, đèn. Gáo đèn lớn nè, đó 70, 90. Đó. Đây. Super Cúp 90. Đó. Anh sao cái chiếc 90 này em chưa thấy anh chạy anh Tùng? Chiếc 90 đã thấy anh chạy. Cái chiếc 70 là thấy ông chạy gòn như vậy. Đó. 90 này mình sang nó đang bị lợn cận. Một cặp xe cúp rất là độc như vậy. Cùng màu mực luôn. Ổng sưu tầm đúng bộ. Rồi tiếp tục. Chưa biết để đâu đâu. Còn mấy cái thùng đó để đựng đồ đi phượt hả? Đồ đi phượt, thùng đi phượt á. Ủa anh sao anh có ba lô màu hồng đẹp quá vậy? Nó cũng gái đi tập đi dục. Rồi đây. Bắt đầu chuẩn bị xem xe trong kia phải không? Để ông bao ông để hết chỗ để rồi như quý vị, bắt đầu vô trong kẹt rồi quý vị ơi. Hết chỗ rồi. Đây là nguyên một cái thùng là ông chỉ đỡ độ phụ tùng thôi. Bẩn ở trong này nhiều lắm. Để em hí hí cho quý vị coi. Cái gì giống như là cái nhà kho ổng ổng hết chỗ chứa rồi. Đây nè. Quý vị thấy không? Có một cái đầu đèn của rim rồng nè. Đây nè, đầu đèn của HG nè. Bình xăng CD nè. Đó. Đây là một hai cái rổ ổng đồ để đồ lạc son phụ tùng nè. Rồi đây nguyên một cái thùng đây là ổng chứa bẩn mà bây giờ quạt chất chồng lên này nhá quý vị coi bẩn nè. Quá trời chất chồng này không? Nhiều lắm. Sưu tầm bao nhiêu năm rồi? Nhiều lắm. Đây. Nhiều lắm quá trời luôn. Mấy cái bẩn luôn. Mười mấy cái bẩn chồng á. Tâm cuối cùng anh có chiếc HG này mà mấy anh? M5. Thì nó nhìn từ đầu biết luôn. HG này xưa em thích lắm anh Tùng. Tại vì cái hồi đó cái tài chính của mình ít, mình không dám mơ tới rim á. Mình chỉ thích cỡ HG này, giá nó vừa phải. Nhìn đầu từ đầu biết luôn. Chiếc này em thấy nó cỡ M3, M4 vậy anh. M3 là 3 ga rời, 3 ga ngắn. Ngắn. M4, M5 vậy anh. 4, 5. Nhưng mà M7 nè. Trời có luôn mà 7 rồi nè. Rồi kế bên thì chiếc cương thấy có một chiếc rim Thái quý vị. Trời ơi cái bẩn còn tem luôn kìa. 93 đó, rim Thái 93. Sao anh ít chạy chiếc này quá anh Tùng, chiếc rim Thái ngon quá không thấy anh đi. Có đi sao này ít đi. Nhưng mà bây giờ nó bị kẹt trong này mỗi lần lấy ra khó quá. Đó bởi vậy. Khó quá quý vị ơi. Ổng bị kẹt cứng trong này rồi đồ đạc tùm lum á. Mua một chi cho nhiều rồi bây giờ không có chạy được. Một lần mấy là nổ máy cực lắm anh Tùng. Rồi đây tiếp tục. Tổng còn chơi quyền thoại thêm một chiếc DD nữa quý vị. Đó DD với rim Thái là hồi xưa là nhà giàu lắm mới có. Rồi thêm HG nữa. Không có đủ hết. Cái chiếc HG mà năm này là anh sưu tầm lâu chưa anh Tùng? Cũng năm mấy. Mới đây hả? Mua chung với chiếc chủ là chiếc DD90 đó. À là anh gặp chủ nào anh hốt là hốt cấp không hả? Lốp bọn 2-3 chiếc rồi. Còn chiếc rim này. Chiếc rim này mua lâu rồi. Chiếc rim thì lâu rồi. Rồi hồi xây cái nhà này. Vậy là 2009. Là 15 năm rồi đó. 15 năm. Lúc đó thì đi tour mấy lần rồi đó. Mà chiếc rim này thời điểm nó mắc không anh? Hay là lúc đó nó giá? Lúc đó 20 triệu. 20 triệu 2009 đó. Nhưng mà 20 triệu đó tiền cũng còn giá trị lắm anh. Lúc đó vàng 18 triệu 1 cây. Làm cây máy á. Cái máy hả? Cái máy bây giờ chiếc này bán cái máy chắc không nổi đâu. Cái máy bây giờ là phải 90 triệu rồi ơi. Mấy rồi. Rồi thôi. Coi như là ở đó mua vàng lời ha. Ừ. Mình đam mê xe mà. Đây quý vị thấy không? Vỏ ruột xe mà ổng để trên này luôn nè. Hết chỗ để. Hết chỗ để rồi. Rồi đây một chiếc HG. Đời này đời gì vậy anh? M7 á. Đời cao hơn chiếc đời kia. Cuối cùng của HG. Cái kia là màu đen, cái này là màu nho hả anh? Ờ nho. Mà nó sơn lại, vàng áo sơn lại. Nhưng mà cái tem máy còn ngon lắm.
Có tem zin không? Hả? Tem này tem zin không? Không, tem dán à. Nhưng mà cũng còn tem dán ngày xưa đẹp quá ha. Thằng này là cặp te đen, máy đen, à, cục đen. Rồi luôn. rồi, cái này em phát hiện rồi. Cái đời này cái đích kỳ lắm. Cái đời này nè quý vị ơi. Nó hai góc đèn á. Cái chiếc này quý vị thấy không, cái đèn sau nè. Hai loại đèn nè. Đó, cái trên cái dưới nè. Đó, cái đời này đặc biệt nhất của SG. Này cuối cùng. Ủa 97 ha, em tưởng 98, 99 gì chứ. M7 đúng rồi. M7. Nhưng mà đời nó gần 2000 luôn rồi. Đúng rồi, 99 nó khoảng, không, không tới đâu. Nó khoảng 96, 97 gì vậy. Đó quý vị thấy không, cái đích nó lạ. Nó giống, nó hơi giống như cái chiếc chiếc rim lùng của Thái đời 99 á anh. Nó cặp te đen, máy đen luôn á. Dạ. Đúng do đùm đen, phục đen luôn đó là đúng. Đúng của nó phải không? Cái này là có phải nó thay là sao mình không biết. Nó không được nguyên bản lắm ha. Ừ, nhưng mà mua vậy. Đó, cái bẩn đen luôn á. Dạ, bẩn. Bẩn đen luôn. Rồi chiếc này là đen hết. Ừ. Cái đích thấy thương ha. Thương ghê. Rồi, tiếp theo thấy có một chiếc này rim màu đen. Rim đen là hồi xưa là hiếm lắm, tại vì người ta đâu thích màu đen. Có người Việt mình ta chuộng màu rim nho. Đúng rồi. Mà sao anh lại có chiếc rim đen này đọc vậy? Thì cũng mua bán đổi chát với lại anh em trong sưu tầm lâu chưa? Này mấy năm này, mới này mua của lại của anh Đậm nè. À, của ông đổi với anh Đậm. Anh đổi chiếc gì? Đổi chiếc xe xe 67 cũng của ảnh luôn á, đổi tới đổi luôn, đổi qua đổi lại. Anh em cho em hỏi đổi qua đổi lại vui chị ơi. Cũng khoe gì nữa. Trời ơi, gấp nè quý vị. Gấp rồi, cũng gấp rim chứ gấp cái đồ của anh nhiều quá, có khi nào anh thấy được món mà anh mừng không, giống như lâu quá mới thấy lại nó. Có lâu lúc tìm đi tìm không có. Ừ, có cốp của 86 nữa nè. Đó, rồi sơ lược quý vị thấy ổng trong này, trong kho của ổng là để tới cương đếm bao nhiêu chiếc nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 trong này 8 chiếc. 8 chiếc với còn 1 chiếc chưa gáp nữa vậy. Có hai cái bánh với cái sườn này. Cái cương tia bây giờ thấy rồi đó. Đấy, có cái sườn này. Đó. Là trong đủ đồ đó mà chưa ráp. Trong đây là không là 9 chiếc. Rồi, coi như là hôm nay là buổi sáng hôm nay là Tiết Cương đã đến, coi như là khi mà khám phá hết toàn bộ tài sản của anh Tùng đã kích chưa tích góp mua, coi như là dồn tâm huyết công sức mấy chục năm mà chúng ta đã cùng nhau khám phá hết của anh Tùng với dàn xe, coi như là một người anh rất là cùng đam mê với Tiết Cương. Và mình thấy cái sự đam mê của ảnh thì mình thấy là mình vẫn còn chưa là cái gì hết. Em có mấy chiếc thôi mà Ngọc Thưởng đã cơ bằng cằn dằn em rồi. Nếu mà so với sự đam mê của anh Tùng thì Tiết Cương mới nghĩ cái sự chịu đựng phi thường của chị Mai, vợ anh Tùng, một người vợ rất là thương chồng và đã coi như là hiểu và thông cảm với cái đam mê. Mới đầu cũng nhăn hả anh Tùng, nhưng mà từ từ cái coi như là Tiết Cương thấy anh Tùng bị đau, chị Mai cũng đi theo quý vị, coi như là cùng phượt với ảnh luôn. Và bây giờ thì Ngọc Thưởng vợ em cũng vậy rồi đó, coi như cũng thích đi phượt rồi phải không? Mình với hướng nói chung là mình có cái sự đam mê lành mạnh anh ha. Ừ. Rồi coi như là có tốn kém nhưng mà rất là lành mạnh quý vị ơi, rất là hoài niệm. Rồi cảm ơn anh Tùng đã dành trọn một buổi sáng để tiếp Tiết Cương. Cảm ơn anh, chào tạm biệt anh. Tạm biệt mọi người.